Xin chào Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube MCNA Chuyện audio tiên hiệp Đây là tập 378 của truyện thiên đạo đối thư quán Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo Để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA Cũng như để lại bình luận Like và share video để ủng hộ cho mình nhé chương 3324, 3325, ngoan nhân tỉnh lại. Không có công kích sao? Vậy không lẽ trình tự bộ pháp quyết này cũng lại đạt tới cấp bậc thiên đạo sao? Cái này ai có thể tu luyện ra? Rất nhanh, vòng qua rừng tảng đá, đến chỗ bệ đá chính giữa. Trường huyền cực kỳ kích ngạc. Hắn dùng chính là trình tự của thiên đạo, không một tiên nào sai lầm mà mảnh rừng đá này lại cũng y như vậy, chẳng phải là cho thấy bộ pháp quyết ghi lại này đã đạt tới cấp bậc thiên đạo sao? Xem ra, khổng sư thực sự cũng giống như ta rồi, cũng là nắm giữ thiên đạo thư viện. Trương Huyền âm thầm phỏng đoán, công pháp này 89 phần 10 là do khổng sư lưu lại, đặc tính của công pháp thiên đạo cực kỳ rõ ràng, trừ khi nắm giữ thiên đạo chân khí, người ngoài căn bản không có cách nào có thể luyện ra nếu như không đã sớm truyền thụ cho mấy học sinh để cho bọn họ mau trong tiến bộ người bình thường không thể nào luyện được khổng sư lại có loại pháp quyết như vậy vậy nói rõ bản thân hắn nhất định cũng phải nắm giữ thiên đạo chân khí lại có thể tu luyện công pháp thiên đạo như vậy còn lại chắc chắn không cần nói cũng biết dầu dĩ một hồi biết cần lần nữa nhìn thấy khổng sư mới có thể xác nhận được trương huyền không dầu dĩ nữa ngừng thần tĩnh tức chậm rãi bắt tới thánh tích thạch cảm nhận được bàn tay đưa tới thành tích thạch lấp lánh ra hào quang sáng chói linh hồn trong nháy mắt giống như rơi vào giữa dung nham cảm giác cực nóng lan tràn toàn thân vù hồn của hắn bị trí tôn thiên hỏa thiêu đốt cũng lại vô sự một chút cảm giác áp bách này thì tính là gì đâu bỗng nhìn đè ép xuống chụp nó bên trong lòng bàn tay đồng thời cắn nát đầu ngón tay máu tươi nhấn tới thời gian không dài thành tích thạch đình chỉ phản kháng thuận lợi nhận chủ đá đã nhận chủ áp lực lập tức biến mất thay vào đó chính là một loại cảm giác ấm áp trên thanh tích thạch có bóng người du động có một cỗ hồn lực tinh thuần bổ sung tới để cho hồn phách của hắn chậm rãi tăng lên biết đó chính là cơ duyên thuế biến Trường huyền lập tức khoanh chân ngồi xuống vù hồn ly thể cùng với thanh tích thạch trước mắt chạm tới hồn lực tràn vào bên trong vu hồn lực lượng hồn thể mau chóng tăng lên trong nháy mắt đã đột phá kim thân cảnh đỉnh phong xung kích tầng thứ cao hơn một canh giờ sau đã đạt tới đại thánh đệ tam trọng tâm huyết lai chiều đại viên mãn đạt tới loại cảnh giới này tốc độ tiến bộ cũng sẽ chậm lại cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy trên thanh tích thạch du động một thân ảnh ngừng lại dường như cũng đã xuất hiện sự mệt mỏi xem ra thứ này cũng cần phải có năng lượng trương huyền nhẹ nhàng cười thanh tích thạch có thể tăng lên cảnh giới linh hồn đều phải giống như là linh thạch chỉ ẩn chứa số lượng linh hồn lực nhất định không có khả năng để cho người ta một mực tấn cấp. Bất quá, luyện hóa thứ này thì cũng biết, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian lại có thể tiếp tục sử dụng, không giống với linh thạch dùng một lần. Nếu như không, cũng lại chẳng có khả năng được khổng sư đơn độc chứa đựng bên trong một điện, tiêu phí đánh đổi lớn như vậy tiến hành khảo hạch. Linh hồn đã đột phá tâm huyết lai chiều, đây sẽ là có loại phản ứng gì? Tâm huyết lai chiều là từ nơi sâu xa nhất cảm ứng thiên cơ, để cho tu luyện giả làm ra phản ứng su cát tị hung hắn thần là có thiên đạo thư viện trần khí tu luyện tê cảnh giới này rất dễ dàng gặp phải phản vệ hiện tại vu hồn đạt tới lại có thể đồng dạng xảy ra vấn đề hay không nghĩ đến điểm này vu hồn đi vào bên trong thân thể cảm ứng ý trời từ nơi sâu xa nhất một đoàn lôi điện kéo tới không tự chủ được run lên quả nhiên khóe miệng trương huyền co giật da mặt lại biến thành màu đen thế mà còn tưởng rằng đã tới đại viên mãn thì sẽ không có cái loại tình huống đó nữa không nghĩ tới không hề thay đổi chút nào xem ra đối với hắn mà nói cho dù có là vu hồn cũng lại không thể nào nhìn trộm được thiên cơ nếu như không không khác gì biển thủ năng lực cường đại nhất của tâm huyết lai triều chính là trước thời hạn dự đoán nguy hiểm không thể nào dùng năng lực này vậy thực lực nhất định giảm bớt đi rất nhiều bớt quá đối với hắn mà nói cũng lại chẳng còn phương pháp gì coi như là lực lượng lần nữa tăng cường Trước đó, đối chiến với bất hủ cảnh đại viên mãn, sử dụng lòng cốt thần thương, miễn cưỡng có thể chiến thắng. Muốn đánh giết nhất định phải đánh lén hoặc là dùng thủ đoạn khác. Nhưng bây giờ, vù hồn tấn cấp, cái loại thực lực đó đã có thể nghiền ép. Biết trong thời gian ngắn không cách nào có thể tấn cấp được, Trường Huyền lật bàn tay một cái. Vừa định thu hết vào bên trong chữ vật giới chỉ, liền nghe thấy một thanh âm vội vã vang lên. Chủ nhân, viên thánh tích thạch này Người có thể cho ta mượn sử dụng một chút hay không Ngoan nhân sao Người đã tỉnh lại rồi Ánh mắt Trương Huyền sáng rực Đây không phải là tiếng nói của người khác Mà chính là ngoan nhân sau khi nuốt lấy xương ngực Rơi vào bên trong trạng thái ngủ say Không nghĩ tới lúc này hắn lại kịp thời tỉnh lại Lực lượng linh hồn của thánh tích tàn giật Ta mới tỉnh lại được Chủ nhân có thể để cho ta mượn sử dụng nó một chút hay không Hiện tại linh hồn của ta đã là suy yếu nếu như mà có thứ này Có thể khôi phục lại cực kỳ nhanh chóng Ngoan nhân nói Lực lượng trên thanh tích thạch Đã bị ta hấp thu hết rồi Trường huyền nhíu mày Hắn vừa mới tấn thăng Bên trong ẩn chứa lực lượng bị hấp thu sạch sẽ Cho đối phương thì làm như thế nào được Giống như linh thạch không hề có linh khí Vậy thì đặt bên trong tay hắn Đúng là vô dụng mà Thánh tích thạch chỉ dựa vào tự nhiên hấp thu dự trữ đầy đủ linh khí cũng không cần phải hao phí bao lâu. Nếu như không, sao có thể xưng là trí bảo? Chủ nhân. Ngoan nhân nói. Vậy thì được. Trương Huyền gật đầu, cổ tay khẽ đào, thiên đạo chi thư xuất hiện, thành tích thạch rơi vào phía trên. Quyển sách mở ra, ngoan nhân lộ ra nửa người, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra một cái. Thành tích thạch lập tức bay ra bên ngoài, đi tới trước mặt vài đầu dị linh tộc vừa bị chém giết. Một lát sau, bóng người lần nữa du động, tản mát ra hào quang sáng chói. Đây là hấp thu linh hồn của người khác. Đồng tử Trương Huyền co rút, lấy minh lý chỉ nhãn của hắn có thể nhìn rõ ràng ra, thánh tích thạch vừa mới hấp thu hồn phách của một vài dị linh tộc vừa chết, đồng thời tinh lọc chúng, biến thành năng lượng tinh thuần. Đúng như vậy, thánh tích thạch nắm giữ tác dụng tinh lọc linh hồn, thôn phệ hồn phách đối với người tu luyện linh hồn mà nói lại còn quan trọng hơn cả cổ thánh trí bảo khi trước hồn ấn của vu hồn sư công hội chính là từ thứ này luyện chế mà thành ngoan nhân nói hồn ấn chính là cái này luyện chế sao trường huyền sững sờ nghe sau đó lại giật mình khó trách lần đầu tiên nhìn thấy thánh tích thạch hắn lại có cảm giác giống như đã từng quen biết thì ra là như vậy phải biết rằng hồn ấn cũng ở trên tay của hắn đang được cất giữ bên trong nhẫn chữ vật nhưng chỉ bất quá một mực không sử dụng mà thôi có thể hấp thu linh hồn thay đổi thành hồn lực tinh thuần loại lực lượng đó quả nhiên rất là khủng bố trương huyền cuối cùng cũng lại hiểu được khó trách nó có thể so sánh với bồ đề quả cổ thánh lực đơn độc chứa đựng một điện quả nhiên uy lực phi phàm được rồi vậy thì ngươi cứ cầm trước Loại năng lực này nghe thì rất tà ác, nhưng mà trên thực tế cũng phải nhìn người sử dụng nó là ai. Trong tay người thiện, đồ vật tà ác cũng có thể làm ra chuyện tốt. Nhưng ở trong tay người ác, đồ vật khá hơn nữa cũng chỉ là một lợi khí giết người. Bởi vậy, khảo hạch của Thánh Tích Thạch là cực kỳ biến thái. Có thể nói không tu luyện công pháp thiên đạo, chắc chắn không cách nào có thể tiến vào bên trong. Hóa ra là bởi vì như vậy. Trong gói u minh, Trương Huyền có một loại cảm giác. Khổng sư hình như biết hắn tồn tại vật phẩm này rõ ràng đang lưu lại để cho hắn đổi lại là những người khác coi như là muốn lấy được cũng lại lấy không ra đó tại chủ nhân ngoan nhân vội vã hấp thu lực lượng linh hồn bên trong viên đá củng cố hồn lực của mình hết chương trương ba nghìn ba trăm hạnh đàn Người luyện hóa xương ngực Khôi phục thực lực như thế nào rồi Thấy hắn hấp thu lực lượng bên trong viên đá Tinh thần càng ngày càng tốt lên Trương Huyền dò hỏi Khi trước đối phương luyện hóa xương ngón tay Tu Vi khôi phục một đoạn dài Luyện hóa cây đầu lâu Lần nữa tiến bộ Lần này xương ngực khổng lồ như vậy Chắc chắn tiến bộ phải càng lớn bẩm báo chủ nhân Ta tương đương với cường giả vừa tấn thăng cổ thánh Nắm giữ sức chiến đấu có thể so với cổ thánh Ngoan nhân nói Cổ thánh Ánh mắt Trương Huyền sáng lên Trước đó hắn suy đoán Tên này luyện hóa xong Có thể nắm giữ sức chiến đấu của cổ thánh hay không Hiện tại xem ra đúng là có thể Đồng dạng là cổ thánh Ngoan nhân nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu trước kia So với thi thể cổ thánh khẳng định cường đại hơn không ít Lại còn phối hợp thêm với yêu dị huyền đao Tương đương với một vị cổ thánh chân chính Một mực thủ hộ xung quanh An toàn không cần phải lo lắng Đúng như vậy hơn nữa, xương ngực bị khôi thánh mượn thánh tử điện chân áp vài vạn năm, sông đã không còn sát lục chi khí. Lưu loại toàn bộ đều là lực lượng rất tinh thuần. Hiện tại, ta thi triển ra chiều số, giả mạo một danh sơ, không người nào có thể nhìn ra. Ngoan nhân nói. Vậy sao? Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Vừa rồi, hắn vẫn còn đang nghĩ, coi như là ngoan nhân nắm giữ được lực lượng cổ thánh, bên trong danh sư đại lục không dám tùy tiện sử dụng. Nếu như không, chỉ bằng vào thông đồng với dị linh tộc cái tội danh chết người này chắc chắn hết đường chối cãi. Cái loại tai họa ngầm đó, toàn bộ, lột hết loại bỏ. Thôi thì cũng đúng, mặc dù Khôi Thánh không phải là đệ tử của Khổng Sư, nhưng mà là đồ tôn của hắn. Mượn văn khí của Thánh Tử Điện, trần áp sư ngực vài vạn năm. Sát lục chi khí trong đó sớm đã bị tẩy cho sạch sẽ. Xem ra, sau này có thể yên tâm sử dụng ngoan nhân, không cần phải tiếp tục lo lắng giải thích như thế nào. Được rồi. Vậy ngươi trước tiên khôi phục lại linh hồn đi Để cho thực lực của ngươi đạt tới mức cao nhất Biết mình đã có chỗ dựa dẫm mạnh hơn Trừng huyền thở ra một hơi nhẹ nhóm Đi ra khỏi rừng đá Khổng miếu mở ra Cổ thành đến đây không biết là bao nhiêu người Ngoan nhân lại càng cường đại An toàn càng được bảo đảm trương huyền thu hồi rất nhiều vũ khí Cùng với thanh thú Lần nữa trở lại cung điện trước đó Rất nhiều chân dung treo ở trên vách tường Cũng lại từng kiện từng kiện chui hết vào trong nhẫn ngay lúc này hắn mới nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. phía bên ngoài có rất nhiều danh sư vẫn đứng bên ngoài thánh tích điện học tập công pháp và bí tịch điều khắc phía trên. Viên Đào không có ở chỗ này, vậy hắn đang ở đâu? Trường Huyền nhíu mày. nơi này chỉ có mỗi dị linh tộc nói rõ người của chư tử bách gia không tới, đã như vậy Viên Đào ở chỗ nào rồi? đang muốn trở lại thế giới thạch lâm tiếp tục tìm kiếm đột nhiên cổ tay khẽ đảo có một ngọc bài đưa tin xuất hiện trong lòng bàn tay hắn phía trên có một nhóm chữ hiển lộ trương huyền mau tới hạnh đàn là nhược khi đưa tin sao hạnh đàn hạnh đàn là ở đâu cách thế giới cũng có thể đưa tin sao trương huyền sững sờ vừa mới tới hắn đã thử qua chỉ có ở chung một thế giới ngọc phù đưa tin mới có tác dụng Hiện tại lại nhận được tin tức của Lạc Nhược Hy Từ khi nào cách thế giới vẫn có thể truyền tin được Thực sự muốn như vậy Trước đó làm sao lại không truyền đi được Hạnh đàn Chính là phân điện đối ứng với thế giới sa mạc Ta ở bên trong thế giới sa mạc chờ ngươi Biết hắn nghỉ hoặc Lạc Nhược Hy tiếp tục truyền tin tức tới Thế giới sa mạc Trương Huyền nhíu mày Hắn không ngừng chân Lần nữa trở lại thế giới thạch lâm đi qua một lần trước đó lối vào nơi nào cũng rất dễ dàng có thể tìm ra được thời gian không dài đã lần nữa trở lại thế giới sa mạc ngay lúc này thế giới đã không còn sa mạc nữa cũng đã mất đi sự cực nóng linh khí đầy đủ mạnh mẽ mặc dù không còn cây cối lại tương đương với thế giới rừng rậm trước đó tu luyện giả nào lạc vào trong chỗ này đều sẽ tại nguyên chỗ tu luyện từng cái một rất là có tinh tiến trước đó vị cường giả tâm huyết lai chiều quen biết kia Mấy canh giờ không thấy đâu Vậy mà đã đột phá đến bất hủ cảnh Dùng nhan của hắn tự hồ chạy lại không ít Biết đây chính là di tích khổng miếu thần kỳ Trường huyền cũng lại không nhiều lời nữa Hắn quyết định phương hướng Bay về phía ốc đảo Thời gian không dài Quả nhìn thấy được nữ hài cùng với ngột thần Người đã tới Lạc Nhật Hì cười cười Dường như nhìn ra được điều hắn nghi hoặc Lại giải thích Rất nhiều thế giới của khổng miếu đã được đà thông Truyền lại tin tức Đúng là không có gì kỳ quái Đà thông Trường huyền sững sốt Ngày sau đó hiểu ra Hắn tìm cửa ra vào của từng thế giới Hơn nữa đi qua Tương đương với các đại thế giới nối liền chung một chỗ Hơn nữa không chỉ là hắn Hiện tại có không ít danh sư cũng đã xuyên qua Truyền ra được tin tức chắc chắn không quá kỳ quái Làm sao người lại biết thế giới này Đối ứng chính là hạnh đàn Rõ ràng điểm đó, Trường Huyền vẫn có một chút không hiểu được. Trước khi đi vào bên trong phân điện thì không biết điện tên là gì. Lạc Nhược Hy đã biết, vậy tại sao trước đó chưa hề nói qua? Đã có người đi qua, biết qua cũng lại chẳng có gì lạ. Hơn nữa, không riêng gì cái này, phân điện khác cũng đã biết rõ. Lạc Nhược Hy nói. Sáu đại phân điện của Khổng Miếu, theo thứ tự là Khuê Văn Các, Hạnh Đàn, Lưỡng Vũ, đại thành điện tẩm điện cùng với thánh tích điện người của chư tử bách gia nắm giữ thiên phù mở ra khuê văn các họ đã tiến vào bên trong bên trong đó không dư lưu lại tàng thư toàn bộ đã bị dọn sạch sẽ danh sư đường nắm giữ lưỡng vũ thiên phù lạc gia và trương gia cùng với dị linh tộc phân biệt đối ứng với tẩm điện đại thành điện cùng với thánh tích điện mấy chỗ này đều đã có người tiến vào xem như cũng là triệt để kích hoạt Hiện tại chỉ còn lại có hạnh đàn chưa có mở ra Trận tâm này Nếu như mà không có gì bất ngờ xảy ra Chắc là do người lấy đi Vừa vặn cùng nhau đi dò xét Thuận tiện kích hoạt ra phân điện này Vậy người nói trận tâm chính là cái dễ cây kia sao? Trương Huyền hỏi Ừ Lạc Nhược Hy gật đầu Chúng ta phải mau lên Đã có không ít người đi qua Trừ tử bách gia cũng lại mang theo viên đảo tới muốn mượn long tê huyết mạch của hắn nhưng cụ thể là muốn làm gì ta lại không rõ ta biết rồi nghe được có tin tức của viên đào trường huyền thở phào nhẹ nhõm đi qua đó nói xong lạc như khi quay đầu nhìn về phía ngột thần ừ đồng tử thoạt nhìn tuổi không lớn lắm gật đầu ngón tay bỗng nhiên lại điểm ra một cái không gian bên trên ốc đảo xuất hiện một vết rách có một lối đi hiện ra trước mặt Phía trên có một tòa cung điện giống như ẩn như hiện Một chỉ phá vỡ không gian Trường huyền nhướng mày Thế giới sa mạc trước đó hắn đã từng tới qua Biết trình độ không gian rất chắc chắn Ít nhất cũng phải đạt tới cổ thánh mới có thể phá vỡ Ngột thần Một ngón tay điểm ra một cái đã đâm xuyên Thoạt nhìn lại còn ung dung hơn cả yêu dị huyền đao Vậy không lẽ hắn lại tìm được cơ duyên gì Đạt tới cái loại cảnh giới đó lên đi thấy hắn kỳ lạ lạc nhược hy không giải thích chỉ lại đi đầu bay lên trên Trường huyền cũng theo sát giống như những lần trước xuyên có không gian đi tới một chỗ đất bằng đi không xa quả nhiên thấy một kiến trúc rất cao xuất hiện trước mặt hai chữ lớn lập loài ánh sáng hạnh đàn thời khắc này trước cung điện quả nhiên tới không ít người có chư từ bách gia cũng có dĩ linh tộc còn có không ít thánh thú tất cả đều nhìn chằm chằm dường như chờ đợi phân điện cuối cùng của khổng miếu mở ra bốn phía mơ hồ có khí tức cường đại ẩn nấp rất hiển nhiên mấy thế lực có thể bình an vô sự nhất định là bởi vì cổ thánh kiềm chế lẫn nhau hết chương chương ba nghìn ba trăm hai cây hạnh trường sư vừa đi tới trước mặt chỉ thấy danh sư đường nhậm sư đi tới ngay sau đó đám người lạc càn trinh tưởng ra tưởng phương du cũng lại đi tới trước mặt những người này đều đã chiếm được cơ duyên từng người một tu vi thâm hậu vậy mà cũng giống như cha mẹ mình toàn bộ đã tới bất hủ cảnh đại viên mãn hàn huyên vài câu bây giờ hắn mới hiểu được di tích khổng miếu không chỉ là có rất nhiều thế giới mà còn có một số không gian đặc thù ở chỗ này tu luyện tốc độ vào thời gian trôi qua rất khác biệt bình chứng tu luyện cũng sẽ trở nên đơn giản hơn một chút. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ lại chiếm được không ít chỗ tốt. Ngược lại bản thân mình, một mực quanh đi quẩn lại, không có quá nhiều thời gian tu luyện, thoạt nhìn đúng là trông chán nhất. Được rồi, trước tiên phải cứu viên đào ra đá rồi nói. Trò chuyện một hồi, Trương Huyền quả nhiên ở bên trong đám người trừ tử bách ra tìm ra được thân ảnh của viên đào. Giờ phút này cũng giống như triệu nhã, ngụy Như Yên trước đó, bị phong cấm lục thức, cũng lại không biết mình ở bên trong phụ cận. Vừa rồi đã có một cổ thánh truyền âm không cho phép các thế lực lớn động thủ, nếu như không trực tiếp đánh chết. Thầy hắn muốn đi qua đó, nhậm sư vội vã khuyên can. Đây cũng là cổ thánh vì hậu nhân an toàn mà làm ra quyết định thôi. Nếu như không, một khi chiến đấu, tất cả thiên tài có cơ hội tấn thăng cổ thánh mà chết hết. Coi như đạt được bảo vật bên trong khổng miếu này thì làm gì có lợi ích gì lạc càn Trình cũng nói tình huống bây giờ không nên gây ra mâu thuẫn với bọn hắn lại còn nói rằng có cổ thánh yêu cầu chắc chắn bọn họ cũng lại không dám làm gì viên đào đâu điều này trương huyền ngừng lại bọn họ nói không sai lạc như khi mỉm cười mở miệng nói trước tiên không vội vã cứu người chờ đi vào bên trong hạnh đàn rồi nói tuy rằng viên đào phong bế lục thức nhưng mà đối với hắn mà nói Chưa hẳn không phải là một cơ duyên Cơ duyên Trường huyền nghi ngờ Ừ Hạnh đàn chính là nơi năm đó khổng sư truyền đạo và giảng bài Khắp nơi đều lại giữ lại sư tự kim ngôn của khổng sư Trừ từ bác gia mượn nhờ long tê huyết mạch của hắn Khẳng định đã sớm làm xong tính toán Hiện tại cứu hắn ra Ngược lại còn là được không bù nổi mất Lạc nhược hy nói Trường Huyền giật mình, vốn cho rằng chỉ là một cung điện bình thường, không nghĩ tới lại là chỗ khổng sư giảng bài. Khi trước, bên trong hồng viễn đế quốc, hắn sư ngôn thiên bẩm, giáo hóa thiên hạ, liền đã có thể khiến cho động vật và linh thú đột phá. Tù vị của khổng sư lại còn mạnh hơn, khẳng định chắc chắn thêm lợi hại. Khó trách, một cái rễ cây làm trận tâm liền đã có thể vây khốn rất nhiều cường giả như vậy. Chỉ sợ cái rễ cây này cũng lại nghe theo khổng sư giảng bài mới có linh trí, nắm giữ cái loại năng lực siêu tự nhiên đó. sắp mở ra rồi mấy người truyền âm giao lưu mặt đất xuất hiện tiếng sấm rền cuồn cuộn ngay sau đó phòng ấn của tòa cung điện hạnh đàn trước mắt tỏa ra hào quang rực rỡ có kinh nghiệm bên trong đại thành điện trương huyền biết đây chính là dấu hiệu của điều sắp mở ra lúc này hắn lại cũng chẳng nhiều lời thời gian không dài đại môn trước mắt từ từ mở ra chỉ để lại phong ấn đây viên đạo hét lớn một tiếng có một giọt máu bay ra bao phủ đám người chưa từ bắt ra thẳng tắp vọt vào bên trong phong ấn vừa tiếp xúc với phong ấn lập tức tiến vào bên trong không có một chút nào chắc trở rất nhiều dị linh tộc cũng tiến về phía trước một bước không biết dùng loại pháp bảo gì tiến vào bên trong được dị linh tộc cũng có thể chất đặc thù tương tự với viên đào thấy trường huyện nghi ngờ lạc nhược hy truyền âm tới Trường huyền gật đầu Thể chất đặc thù cũng không phải là nhân tộc là độc nhất Dị linh tộc xuất hiện một vài cái Cũng đâu có gì là lạ Sau khi dị linh tộc tiến vào bên trong Rất nhiều thanh thú cũng lại bay vào Không giống với hai cái trước Có một linh phù bay giữa trời Chính là truyền thế thiên phù cuối cùng Không nghĩ tới lại ở trong tay của bọn chúng Mau chóng đi vào Thấy rất nhiều thế lực đã đi vào Trường huyền lật bàn tay một cái Tiểu phù phù xuất hiện bao phủ lấy mọi người còn vẫn chưa động đậy chỉ thấy một thần ôm quyền tiểu thư trường sư ta ở bên ngoài bảo vệ nói xong lui về phía sau một bước Rồi đi khỏi khu vực của tiểu phù phù bao phủ được rồi chúng ta đi dường như đã sớm biết quyết định này của hắn lạc nhược khi gật đầu hắn trường huyệt nghi ngờ hắn đã đột phá đến cổ thánh cho dù là có truyền thế mẫu phù bao phủ cũng lại không cách nào có thể đi vào được lạc nhược hy giải thích ta hiểu rồi nghe nàng thừa nhận trường huyền gật đầu vừa rồi hắn chỉ là có một chút suy đoán không nghĩ tới đúng là thật xem ra không chỉ là bản thân có kỳ ngộ đạt được cổ thánh lực ở bên trong đại thành điện mà một thần cũng lại có cơ duyên không hề nhỏ của hắn mang theo đám người lạc càn trinh tưởng phương du trương huyền theo sát phía sau đi vào bên trong đại điện trong đại môn khác biệt với phần điện khác cũng lại không phải gian phòng rộng rãi mà là một tiểu viện đường kính trăm mét chính giữa là một đài cao đứng sừng sững dường như có phong ấn bên trên cho người ta một loại cảm giác áp bách không cách nào có thể tới gần bên đài cao mấy chục cây hạnh song song bởi vì là mùa đông lá cây đã sớm rụng sạch chỉ còn lại những cành cây trụi lủi trước đài cao bày đầy những bồ đoàn lít nhà lít nhít chừng lại ba ngàn cái vừa vặn đối ứng với ba ngàn học trò của khổng sư đây là hạnh đàn sao trương huyền nhíu mày thế mà còn tưởng rằng thân thánh cỡ nào thoạt nhìn cũng rất bình thường ừ năm đó khổng sư giảng bài học sinh của hắn là ở phía dưới nghe giảng lạc nhược khi gật đầu người không nên xem thường chỗ này Thoạt nhìn thì rất đơn sơ Nhưng là nơi rất quan trọng Và quan trọng nhất của toàn bộ khổng miếu Trừ chủ điện ra Quan trọng Trường huyện nghi ngờ Trừ cái đài cao kia Cùng với một ít cây cối Thì đâu có đồ vật gì Một cái bảo vật ra dáng cũng lại không có Vậy thì nơi nào mà quan trọng được Sư ngôn thiên thụ của khổng sơ Uy lực vô song Nhưng bồ đoàn Cây cối này chỉ sợ sớm đã có linh trí nếu như không người của chư tử bách gia đã sớm vọt tới bây giờ lại động cũng lại không động rõ ràng đang chờ thời cơ lạc nhật hy truyền âm trương huyền nhíu mày hồng viễn học viện hắn thi triển ra sư ngôn thiên bẩm từng nói vũ khí nắm giữ linh trí khổng sư lại còn để cho bộ đoàn cùng với cây cối có sinh mệnh cũng lại đâu có gì hiếm lạ các người đến cùng là có đi hay không không đi, chúng ta sẽ đi qua đó trước. Thấy trừ từ bách gia dừng tại chỗ, ở hồi lâu rồi vẫn không hề tiến vào. Có một thánh thú hơi không kiên nhẫn, thay ngâm vang lên. Không vào thì chúng ta vào, chờ đạt được bảo vật rồi, tuyệt đối đừng có mà tranh giành. Lại thêm một thánh thú nữa nói. <laughs> các người muốn vào, tùy các ngươi chúng ta vẫn còn phải chờ đợi một hồi, có một thanh niên cầm đầu của trừ tử bách gia cười cười nói không phải là ai khác chính là thanh niên trắng nón trước đó tại bạch khê sơn gặp phải hậu nhân của tử uyên cổ thánh nhan tiết không vào thì thôi chúng ta sẽ qua đó nhìn một chút thấy bọn họ không động tính thánh thú vừa rồi lại hừ một tiếng đúng là một lũ hèn bọn chúng không dám qua vậy thì chúng ta vào nói xong lại vào tới phía bồ đoàn dưới cái nhìn của nó, thứ này có thể bảo tồn vài vạn năm không bị hủy đi, khẳng định không hề đơn giản. Vẫn còn chưa tới trước mặt, tiếng gió mau chóng vang lên. Ngay sau đó, mấy cây hạnh bay lượn tới, vây rất nhiều thánh thú vào giữa. Hết chương trường. Chương trường 3330-3331 Nhàn tiết khiếp sợ Mấy cái cây nhỏ mà thôi Cũng để muốn chặn đường đi của chúng ta sao Đừng có mơ Thánh thú đi đầu nói chuyện Móng vuốt thô to nâng lên bổ xuống Móng của nó cực kỳ sắc bén Có thể so với đại thánh thần binh Phá không mà xuống Không gian lay động xuất hiện mấy vết rách đen kịt Móng vuốt hàm răng của thánh thú Đều là tài liệu luyện chế đại thánh trí bảo Lại còn thêm cái tên gia họa này So với năm đại vương giả cũng lại không hề yếu hơn Ngang nhiên ra tay còn một ít danh sư tu vi bất hủ cảnh đại viên mãn, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại được. Tình huống bình thường, móng vuốt sắc như vậy, chỉ cần tiếp xúc với cành cây, người sau tất nhiên sẽ bị chém đứt. Ai mà biết được vẫn còn chưa tới trước mặt, liền nghe thấy đùng một tiếng. Trên mặt đất, thanh thu đã xuất hiện một vết roi, một nhánh cây không biết từ chỗ nào mà quất tới, quất vào trên mặt của nó. Đau đớn kịch liệt để cho thanh thú này giống to, lần nữa bắt tới. Tốc độ của nó rất nhanh, cành cây lại càng nhanh mỗi một cái lại quất vào bên trong địa phương nó không cách nào có thể phòng ngự. Liên tục vài lần, tên đại gia hỏa này liền đã bị quất cho da thịt chóc bong, máu tươi không ngừng chảy. Một vài thánh thú còn lại thấy người dẫn đầu bị quất, nhào nhào lao tới hỗ trợ. Cảnh cây bốn phía bay loạn lên. Thời gian cũng lại không lâu, đồng dạng bị quất lăn ở trên mặt đất, không thể nào phản kháng được. Cái này... Thấy cảnh đó, tất cả mọi người đồng thời run lên, Thánh thú là bởi vì thiên phú, bản thân cường đại hơn tu luyện giả rất nhiều. Phòng ngự chắc chắn là mạnh hơn. Nhiều như vậy, cùng một chỗ sông tới, lại bị một cái cây đánh cho, lằn lồng lóc. Thấy cảnh đó, nhàn tiết dường như đã sớm biết. Nhẹ nhàng cười, sau đó nhắm mắt lại. Chúng ta có cần phải ra tay hay không? Một thanh niên đi lên phía trước, hạ giọng nói. Lúc này có thể cứu bọn chúng. Có lẽ có thể giành được cảm kích Thuận lợi thuần phục Đám thanh thú này bị đánh cho rất thảm Ra tay mà cứu Rất dễ dàng thu hoạch được hào cảm Từ đó có thể thu được làm thú sủng Không cần đâu Không nói trước đó có thể cứu được hay không Coi như có thể Vừa rồi không ngăn cản Đã là kết thù rồi Nhàn tiết lắc đầu Trong giọng nói mang theo đầy trí tuệ Lại còn nói Những cây hạnh này chỉ là bởi vì ngăn cản sẽ không giết chết người đâu, người cứ yên tâm đi. Vâng. Thanh niên kia gật đầu. Vừa rồi thời điểm đám thánh thú này xông tới, bọn họ không hề ngăn cản. Bây giờ bị quất cho thảm như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có một chút oán hận. Giờ phút này mà tiến tới, quả thực chắc chắn là không có tác dụng gì. Làm không cẩn thận sẽ còn bị giận chó đánh mèo, được không bù nổi mất. <laughs> đám thánh thú này chạy không thoát, Chờ chúng ta thành công. Bọn chúng khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi theo chúng ta Có đuổi đi Cũng lại không bao giờ đi đâu Nhàn tiết cười cười Đang muốn tiếp tục nói chuyện Chỉ thấy có một thanh niên đằng sau đám người đi ra Thân thể khẽ động Nhanh như thiểm điện Thời gian nháy mắt Xuất hiện ở trên không rất nhiều thánh thú Lăng không chào một cái Hóa thành mấy đạo chỉ lực Toàn bộ trói lại Nhẹ nhàng nhấc lên Kéo đến phạm vi cây hạnh không thể nào công kích Đà tạ ân nhân cứu mạng rời đi công kích, có rất nhiều con thánh thú biết đối phương đã cứu mình, tràn đầy sự cảm kích nhìn qua hắn. Ai biết lời vẫn còn chưa dứt, thanh niên kia bỗng nhiên lại lao tới. Một hồi quyền đấm cước đá. Rất nhiều thánh thú trừ tử bách gia, dị linh tộc, toàn bộ bối rối. Người cứu cái đám thánh thú này ra, vốn lại còn cho rằng là muốn lấy lòng chúng, nhân cơ hội này mà mời chào, kết quả người đánh là đánh, người đang làm cái gì đây? Rất nhiều cây hạnh cũng lại hai mắt nhìn nhau Không rõ ràng được cho lắm Mấy cảnh cây vốn lại muốn dạy bảo Trương Huyền một phen Giờ phút này lại nhịn không được lại thu về Thế mà còn tưởng rằng là cứu người Không nghĩ tới Người đây cũng là tới đánh người Vậy không lẽ cảm thấy chúng ta đánh vẫn chưa đủ nghiền sao Bản thân người cũng muốn góp vui <laughs> Hiện tại chính là cơ hội Sau khi hết khiếp sợ Nhàn tiết mỉm cười Lộ ra vẻ mặt rất tự tin Đám thanh thú này lại bị đánh vô duyên vô cớ, nhất định tâm tình phẫn hận. Chỉ cần chúng ta tiến tới khuyên can, nhất định là có thể để cho chúng cảm động rơi nước mắt, thuận lợi thuần phục. Vâng. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đồng thời gật đầu. thành thú nơi này đều đã đạt tới bất hủ cảnh đại viên mãn, tùy tiện thuần phục một con cũng có thể làm cho sức chiến đấu đại tăng, từ đó trở lại trừ từ bách gia mang theo địa vị tăng cao. Chúng ta đi qua mấy thanh niên kìm nén không được bay tới trường kiếm trong tay vũ động thẳng tắp đâm tới phía gia hỏa đang đánh tới trung thú Con không mau dừng tay người có thể quen biết ở chỗ này xem như là duyên phận trừ vì bằng hữu thanh thú chúng ta tuyệt đối không thể nào chờ mắt những các người bị bắt nạt thở ơ các bằng hữu thánh thú chúng ta sẽ tới để cứu các ngươi các vị thanh niên lên tiếng hét lớn từng cái một nghĩa chính ngôn từ cho người ta một loại lực lượng uy hiếp không thể nào phản bác. <laughs> Bọn họ ngược lại rất là thông minh. Hô lên như vậy, đám thánh thú này nhất định tâm tình cảm ơn. Sẽ có hảo cảm là lần đầu tiên. Đằng sau thuần phục chắc chắn là dễ dàng hơn. Khóe miệng nhan tiết nâng lên cao. Đang muốn nói tiếp, đột nhiên con mắt lại trợn lớn. Trên mặt biểu lộ ra quái lạ. Hắn lại nói tục. Má, cái tình huống gì kia? Chỉ thấy kiếm khí của mấy đồng bạn vẫn còn không rơi vào trên người tên gia hòa đó. Rất nhiều thánh thú đang ăn đòn, đột nhiên lại nổi giận. Móng vuốt bay lên tán loạn, cái đuôi quét ngang. Thời gian nháy mắt, mấy thiên tài của trừ tử bách gia mặt mũi sưng vù. Bị đánh cho té xuống đất. Không chỉ là như vậy, thánh thú cầm đầu vừa rồi càng tức giận gào thét lên. Còn dám làm chậm trễ chúng ta bị đánh? Có tin bây giờ ta ăn thịt ngươi luôn hay không? Đúng là không biết sống chết mà, không thấy chúng ta đang bị ăn đòn sao Đang hơi bị sảng khoái đó Không biết xấu hổ Cút sang một bên Rất nhiều con thánh thú Tất cả lại mặt mũi tức giận Sau khi đánh bay cái đám người kia Lần nữa lại trông mong đi tới trước mặt tên kia <laughs> Xin cứ tiếp tục đánh đi Càng nặng càng tốt Ta van người đó Cứ dùng sức vào Dùng nhiều sức vào Đám người nhan tiết nắm tóc rất nhiều dị linh tộc từng cái một con mắt trợn trừng giống như là quả trứng nước bọt lại đình chỉ nuốt mấy cây hạnh lại càng ướn ẻo thân thể cảnh cây lại ngã xuống mặt đất không hiểu xảy ra chuyện gì thánh thú từ trước tên này kiêu căng và khó thuần cực kỳ kiêu ngạo làm sao bây giờ lại bị đánh lại còn vui sướng như vậy mới vừa rồi thời điểm bị cây hạnh đánh rõ ràng là kêu thảm mà ừ, thân phục ta về sau có thời gian ta sẽ đánh cho các ngươi một trận nữa Tên ra hỏa kia đánh cho sướng tay một hồi, dường như lại cảm thấy tay hơi đau. Sau đó khoát tay áo. Vâng, 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 bái kiến chủ nhân. Chủ nhân vạn tuế. Tiếng nói kết thúc, đám thanh thú đồng loạt quỳ mọc xuống mặt đất, từng cái một tràn đầy sự kiêu ngạo. Tóc của nhan tiết bị kéo xuống, nhưng mà không có cảm thấy đau. Mẫu thần nhà người chứ, kiêu ngạo cái giấm gì. Người bây giờ biến thành thú sủng của người ta. Địa vị lại còn cao hơn cũng chỉ là sủng vật mà thôi Có cái gì có thể cao hứng chứ Đánh cho một trận liền thân phục Thánh thú, các người dễ dàng thuần phục như vậy sao Hay là đầu óc các người có bệnh Được rồi Vậy ta sẽ báo thù thay cho các người Thuần phục xong rất nhiều thánh thú Thành nhiên vẫy tay một cái Một mặt khí phách đi tới chỗ rất nhiều cây hạnh <laughs> Đúng là tự tìm cái chết Thấy hắn thuần thú xong Thực sự không ngờ lại còn bánh trướng thêm Nhàn tiết cười lạnh Thuần phục thánh thú Khả năng dùng thủ đoạn gì Nhưng mà cây hạnh thì sao Đây chính là một sự tồn tại nghe qua khổng sư giảng bài Đi qua đó tìm phiền toái Không phải là người muốn chết sao Trong lòng hử lạnh Thanh niên kia đã đi tới trước mặt rất nhiều cây hạnh Những cây hạnh đồng thời lai động Vây hắn vào chính giữa Hết chương. Chương 3332, 3333, ngôn xuất pháp tùy, một lời định xuân thu. Đi vào rừng hạnh, thuần phục rất nhiều thánh thú, không phải là người khác, chính là Trương Huyền. Nhiều thánh thú như vậy, so với năm đại vương giả cũng lại không hề thua kém, tự nhiên không thể nào bỏ qua. Nhìn thấy cành cây đánh đập, lập tức động lòng chắc ẩn cứu ra, sau đó tự mình đánh cho xong quả nhiên thiên đạo chân khí trợ giúp chữa thương hơn nữa hỗ trợ loại bỏ ám thương lập tức để cho người kia đội ơn cam tâm tình nguyện trở thành thú sủng nhìn đám cây hạnh vây tới cứ nhìn mình chằm chằm tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ quất lại hắn Trường huyền không lo lắng cổ tay khẽ đảo có một cái rễ cây giống như ngọc bích xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay nhìn thấy rễ cây rất nhiều cây hạnh giống như là thấy được tín vật đồng loạt tránh sang một bên Trước tiên lại là không vội Các người có thể cương đại như vậy Chắc là nghe theo khổng sư giảng bài Như vậy ta cũng sẽ nói qua một tiết cho các người Trương Huyền Trần trừ một lúc Sau đó truyền âm Mấy cây hạnh trước mắt này lợi hại như vậy Bởi vì nghe theo khổng sư giảng bài Trong lòng hắn nghi ngờ Đối phương cũng lại tu luyện thiên đạo công pháp Cây cây đã nghe qua khóa Thì nhất định có thể nhìn ra Trường trình học của mình tốt hay là của khổng sư tốt hơn Như vậy lại có thể đánh giá khổng sư tu luyện cũng có phải là cấp bậc thiên đạo hay không? Cành cây lay động, có rất nhiều cây hạnh tràn đầy sự nghi ngờ. Người cầm tín vật trong tay đã có thể để cho ngươi đi qua rồi, người lại còn giảng bài cái gì nữa? Phương pháp tu luyện không chỉ là người, thú, cây cối cũng có thể tiến bộ. Không để ý tới nghi ngờ của bọn chúng, Thanh Âm Trương Huyền lại truyền qua. Phần Phật. Vừa mới bắt đầu, cây hạnh vẫn còn cảm thấy rất là kỳ lạ. Nghe trong phút chốc, liền hưng phấn khoa tay múa chân, kìm nén không được. Đối phương dạng giải tu luyện, thâm ảo giống như khổng sơ. Đối với bọn chúng mà nói, chính là ở giữa ân trạch. Nói cách khác, kẻ trước mắt này thoạt nhìn là không phải quá đặc biệt. Nhưng mà trên phương diện giảng bài, như thế mà có chút giống như khổng sơ. Hắn bên này giảng bài, nhàn tiết và rất nhiều dị linh tộc. Tất cả lại nhíu mày, Vốn cho rằng tên này đi vào sẽ cũng giống như đám thánh thú trước đó bị đánh cho mặt mũi bầm dập, không còn bộ dạng của nhân loại nữa. Tại sao bây giờ lại không nghĩ tới, rất nhiều cây hạnh không hề động thủ mà ngược lại, từng cái một lại ngây người cây ra? Hắn đang ngồi xuống, hình như lại còn đang nói cái gì đó, không lẽ giảng bài sao? Không biết ai hô lên. Nghe nói như vậy, đám người kia quả nhiên phát hiện Thanh niên bị vây trong chính giữa rất nhiều cây cối Miệng lúc mở lúc đóng Không biết là hắn đang nói cái gì Thoạt nhìn thì giống như giảng bài Lại giống như là đang đối thoại Khiếp sợ vẫn còn chưa kết thúc Lại có thêm mấy cây hạnh nữa chạy tới Tất cả những cành cây trên người đồng thời kề sát mặt đất Một bộ rất thành kính Bọn chúng Rõ ràng đã nghe qua chương trình học của khổng sư Giờ phút này Lại tới nghe tên này giảng bài Lại là cái bộ dạng gì nữa tất cả mọi người ngây ra cây cối nghe qua chương trình học của khổng sư hơn nữa mỗi một gốc tu vi đều phải đạt tới bất hủ cảnh đại viên mãn những cái cây cường đại như vậy tại sao lại còn phải nghe tên này nói thoạt nhìn lại rất biết điều như vậy thời điểm bọn họ đang khiếp sợ mặt đất lại lay động ngay sau đó mọi người thấy lá khôi rơi ở trên mặt đất cũng lại từng cái một đứng dậy một đường chạy chậm đi tới trước mặt như si như say Lá cây mà cũng có thể nghe giảng sao Trong chốc lát Đám người cảm thấy thế giới quan toàn bộ đã bị lật đổ Cây có thể nghe giảng Vậy thì ta thôi Dù sao khổng sư ở đây giảng bài quá nhiều năm rồi Thay đổi một cách vô tri vô giác Sinh ra linh tính Không có gì là đáng trách Nhưng mà những cái lá cây này thì sao Người đã khổ héo rồi Bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành một đống bùn nhão Cũng lại chạy tới đây nghe giảng Các người có cần phải khoa trương như thế hay không Những cái cây này đều đã đạt tới bất hủ cảnh đại viên mãn. Tại sao lại dụng lá? Mấu chốt, lá cây rơi xuống. Tại sao lại bị khô héo đây? Nhàn tiết đột nhiên mở miệng. Điều này... Mọi người nghe như vậy cũng đồng thời sửng sốt. Đúng à, cây đạt tới cái loại cấp bậc đó. Mỗi một cành cây và lá cây đều phải có thể so với đại thánh trí bảo. Xuân hạ thu đông bốn mùa, lại còn biến hóa ra sao cũng khẳng định không thể nào ảnh hưởng tới chúng. Lá rụng khô héo Chỉ là một loại hình thức mà thôi Nói cách khác Chờ đến mùa xuân Những lá cây này sẽ tự động bay trở về cành cây Cũng không phải là mọc ra cây mới Giống như nhìn ra điều gì nhan tiết giải thích Vừa mới dứt lời Quả nhiên đã thấy được lá cây khô héo nghe giảng bài Đột nhiên lắc lư vài lần Đồng loạt bay lên trên cành Nguyên bản khô vàng lần nữa trở nên xanh biếc Cây cối cũng tựa như là lần nữa phấn chấn thành xuân Ngôn xuất pháp tùy Một lời định xuân thu Đây là năng lực khổng sư mới có Nuốt một ngụm nước bọt Có một thanh niên chưa từ bách gia nghĩ tới điều gì Đồng tử co rút Truyền thuyết năm đó khổng xưa đi du lịch Nhìn thấy cổ thụ chết héo Trong lòng hắn sinh ra thương hại Giảng bài ở dưới tảng cây Một lát sau cây cổ thụ nở hoa Cây khô gặp lại mùa xuân Cây này lần nữa mọc ra lá non Thậm chí kết trái cây để cho hắn nhấm nháp rất nhiều môn sinh cảm thấy khiếp sợ lưu lại điển cố một lời định xuân thu vậy không lẽ tên này cũng có thể làm được đây không phải là một lời định xuân thu khổng sư giảng giải cho cây khô kia đã là tử vong nhưng những cây này đều là cường giả bất hủ cảnh làm sao có thể nói là một được nhàn tiết cắn chặt răng trừ từ bách gia bọn họ giữ lại truyền thừa hoàn chỉnh nhất của khổng sư kết quả đến chỗ này cái gì cũng không thể nào làm được chỉ có thể chờ đợi nhưng tên đó lại làm ra một việc rất kinh người, để cho hắn cảm nhận được nhục nhã nồng đậm. Nhàn Tiết, những cây cùng với lá cây đang nghe giảng bài, chúng ta lại có thể nhân cơ hội đó đi qua hay không? Nếu như không, chúng ta phải chờ tới lúc nào chứ? Có một người truyền âm tới. Đi qua sao? Nhàn Tiết lộ ra vẻ do dự. Không sai, chướng ngại lớn nhất ngăn chặn bọn họ tiến lên chính là những cái cây hạnh này. Giờ phút này, chúng đang bị trường Huyền thu hút. Đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là cơ hội rất tốt. Vậy ngươi đi lên thử một chút đi. Nhàn tiết dừng lại, sau đó vẫn có một chút không yên lòng. Chỉ người vừa đề nghị rồi nói. Thanh niên kia gật đầu, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Vẫn còn chưa tới được, quá xa, có một thanh âm nghẹn ngào, màu trống vang lên. Sau đó, có một mảng lớn lá cây đập thẳng vào mặt. Sau một khắc, hắn đã bị mấy chục lá cây cắm ở trên ngực, máu tươi phun ra. Chỉ thoáng cái đã trọng thương, ngay cả phản kháng cũng lại làm không được. Không nghĩ tới những cái lá cây này lại còn hung hãn như vậy, xung quanh không ai dám tiến về phía trước một bước. Khóe miệng nhan tiết run lên, không nói ra nửa câu, lại còn tưởng rằng đó là một cơ hội, nhưng không nghĩ tới những cái lá cây đó, cho dù là có tai nghe giảng bài, cũng lại chẳng có khả năng để cho hắn đặt chân lên nửa bước. Gió nổi rồi, Đám người hoàn toàn yên tĩnh, đang không biết làm như thế nào cho phải, có một làn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt. Ngay sau đó, gió càng lúc càng lớn, thổi đến nỗi lá cây bay phất phới, mặt đất lần nữa đung đưa. Mau nhìn. Mọi người vội vã ngẩng đầu. Ngay sau đó, nhìn thấy đài cao cách đó không xa, chẳng biết từ khi nào đã thả ra hào quang chói sáng, dường như có bóng người huyền phù ở trên không, một thanh âm hùng vĩ chậm rãi vang tới. Đây là thánh âm sao? Thánh âm, rút cục đã tới. Nhàn tiết, ánh mắt sáng rực, kích động đến nỗi thân thể run rẩy. Hết chương, Hết tập 378. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên đạo đối thư quán trên kênh MCNA, truyện audio tiên hiệp.